Trong tương lai, khi nước đã trở thành tài nguyên quý giá nhất hành tinh, ai sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ sự sống tương lai? Cậu muốn gì? Một số người sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng và để trả thù bất kỳ ai cản đường. Mời các bạn theo dõi bộ phim hành động viễn tưởng có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Nicholas Hoult. Bộ phim mang tên Những người trẻ tuổi sẽ phát sóng trong tháng trên kênh Cinema World.